giống như bà Quảng Tâm ở chùa Kim Sơn á, là vợ của ông Tịnh Từ á, mà người ta đâu có biết. Đâu ai biết. Người ta không biết. Trời cho buổi nhiều lắm, có hình luôn nữa. Người cũng giống như mấy chùa ở đây nè, lâu lâu có gửi mấy cái giấy đi khắp trên thế giới, không có địa chỉ hết á, ngộ nghe. Tại vì cái hệ thống cộng sản đặt ra chùa ở Mỹ này á, là nó liên kết nhau hết. Giống như mỗi ông thầy muốn nổi tiếng á, là cái chùa kia phải promote thầy này. Giống như ông Pháp Hòa đi là cái chùa cộng sản kia phải promote lên. Cái là đi giống như tour ca sĩ vậy. Tức là cái nguồn máy chính trị của họ vậy, vừa thu tiền để gửi Việt Nam mà vừa là chính trị luôn. Hỏi mà làm sao miễn cho cái đám ở hải ngoại mày đừng có chí khôn á, là đảng của ta thắng. Nó cứ tính vậy. Thầy ông gửi, mỗi năm mà gửi đi khắp thế giới. Ngày mình nói giống như bữa nay ngày 20 tháng 5 ở chùa chúng tôi có buổi lễ cầu siêu. Ai muốn cầu siêu cho ông bà tổ tiên thì kèm theo cái tờ check và điền. Cái thằng mà làm mấy chỗ ta núi để làm mấy năm khoảng mấy chục nghìn tiền tem, nó gửi một đống nó vô thư viện bưu điện, thì chừng hai ba tuần sau cái một đống thơ nó về như cái núi vậy đó. Cái bổn phận của nó là chỉ cắt bao thơ, lấy cái tờ check dục thùng rác ngay lập tức. Có bao giờ mấy ổng đọc cái bao thơ đâu, chỉ lấy tiền deposit thôi. Mà năm nào mấy ổng cũng làm ba cúng vậy đó. Cho nên ông bà tổ tiên á, ở dưới bị sốc. Mày bị gạt hồi nào giờ, năm nào mày cũng gửi tiền đi khắp thế cho. Mà nó có cầu siêu cho tao gì đâu. Mà cầu tao cũng không đi, tại vì nó là quỷ mà. Nó cầu siêu là theo, tao theo quỷ chứ tao không có theo. Được không? Vậy mà chúng sanh vẫn ngu. Tôi không nói thiệt luôn á. Không tin đi kiểm chứng đi. Tôi dám nói trên đây cả thế giới nghe mà. Nó là vậy đó ta. Xã hội này thời này vậy. Cầu siêu. Khi người ta vô binh rồi á, mà có một người mà có chánh kiến, mà hiểu như phụ, mà nói kiểu nào á, mà một họ cũng vẫn bị chấp, vì họ chấp tướng, họ theo màu sắc và âm thanh, tức là theo áo vàng. Họ không bao giờ họ tin lời sư phụ nói là thiệt, mà lời sư phụ nói là thiệt là gì? Trên cái video này làm bằng chứng, có ai á hiểu đi, nó là sự thật đó, phủ phàng lắm. Thuộc có chùa mười mấy năm nè, nhìn chùa mình đi, sao mà không biết được? Ông nào ở đây sư phụ không biết à? Mỗi lần mà cộng sản gửi ra là mấy chục triệu đi phát lương cho mấy tăng ni ở đây á. Mục đích của họ chỉ là muốn cho hải ngoại mình cờ gu cờ gặp. Cho nên sư phụ mới dùng cái danh từ là cờ gu cờ gặp, cờ gu cờ gặp là Phật tử á. Rồi cái tiền già tiền bệnh này có 1,000 mấy, đâu có đủ đâu đưa cho mấy ổng. Tại vì người nào mà có tên nằm ở trên tấm bảng cao á, là người đó phải đóng tiền nhiều đúng không? Là cái bắt đầu đi nổ với bạn đạo được. Thế tên tôi nằm trên cao không? Là cứ về đè con ra xin tiền. Rồi từ đó em mấy đứa con á nó ghét. Nó ghét thì nó không ghét, nó ghét ai? Nó ghét Phật chứ đâu ghét ổng. Đúng không? Thì thành ra cái nước Việt Nam mình gần 50 năm nay cái xã hội nó như vậy. Tại mấy đứa nít vợ ghét Phật là bởi vì cứ đè đầu nó lấy tiền về đưa cho mấy ổng. Tại vì nó đâu có vô chùa đâu, nó bị trúng bùa. Không, mấy bà má bị trúng. Khi mang thân người rất là khó. Cha mẹ lập cái hành tinh này cho chúng ta tu, mà chúng ta không chịu tu, rồi cho tới ngày qua ngày, cho tới ngày hôm nay là ngày tận thế, ngày cuối cùng của cái cùng cực thiên tai, địa chấn, bệnh dịch, kinh tế, chiến tranh. Rồi cha mẹ cho một thằng con mang thân người, nói tiếng người, chứ không phải là nói tiếng khỉ hoặc nói tiếng hành tinh nha, nói tiếng người nè, mà người Việt nữa. Tại vì Phật đầu thai vô nước Việt, Đức Thầy đầu thai vô nước người Việt. Vậy mà cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng mà cũng có phần an ủi nha. Đạo Thiên Tâm ra đời năm 2017 tới giờ thì ít nhiều bây giờ trên thế giới âm thầm cũng mấy chục triệu người theo á.
thì họ cũng biết, và đồng thời á họ cũng bắt đầu ngẫm nghĩ là cái ông nội này nó có đúng không. Năm nào tôi cũng gửi bao, ai cũng gửi bao thơ về nhà tôi để mà cầu siêu ba má tôi. Tôi gửi mấy trăm mà sao má tôi cứ ở dưới địa ngục than đói khổ hoài. Cầu siêu có nghĩa là cho ông bà mình ở dưới địa ngục rời khỏi địa ngục, chứ không phải là siêu rồi về trời đâu nghe con. Mấy ông dùng danh từ cầu siêu vậy mà có ông có cầu đâu. Cắt bao thơ lấy cái check rồi bọn nhiêu dục rác mà. Cả cái thằng mà nó làm cái gì nó cũng bức xúc. Nó vô nó ôm, sao mình lại gạt người ta hoài. Chuyện của ông lo, chuyện của con cứ lấy check đưa cho ông. Ông đi deposit nhà băng được rồi. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn mà tăng ni mà ca kiểu đó thì con nghĩ như thế này. Cái con làm cho phụ nói trên mạng hôm kia tại cái clip đó mới cái mấy ngày nó xuống nhất định mới học thuộc cái bài hết. Anh Kiệt đừng có học thuộc nghe. Tại vì cho phụ mà ca là nhiều người bắt chước ca làm sao, kể cho nhiều người bắt chước ca cho vui, tại vì thầy dạy là mình phải nghe. Đó là chuyện con rùa đụng với gốc cây. Khi mang thân người hôm nay, mình nói Phật tử nha, họ có bi, họ không có trí, họ không có dũng. Họ chỉ cần họ ở trong kinh Thiên Tâm cũng giống y như là kinh của Đại Thừa, đâu khác gì đâu, nhưng chỉ thêm kinh mẹ thôi. Nhưng mà kinh Thiên Tâm là được Phật Bảo Ngâm với mẹ chứng, ở trong đó có 36 lại sám hối. Cái đó là quan trọng nhất của Thiên Tâm. Để cho tự vì cái thời gian mình tu không có, thì mình đọc một thời Thiên Tâm một ngày đó, bằng đi chùa một năm. Nó là thật á, nó hữu hiệu. Thì con người của mình điển thanh nó ra, những họ thiên con thấy á, đứa nào mặt cũng tươi tỉnh, cũng đâu có phải là gù gật như Phật tử đâu, sáng không à. Nó khác nhau rất là xa. Mà Phật tử không bao giờ chấp nhận Phật mẫu với Thượng Đế. Đúng. Không bao giờ, rất là khó. Là gì? Mấy ông thầy đó, mấy ổng mà hôm nay mà chấp nhận Phật mẫu với Thượng Đế thì mấy ổng đâu còn làm ăn được hả? Quỷ mà, quỷ nó rất là ghét cha. Thương má, nó rất là đón nhà tôi la lên đấu với thiên đình. Thì xuống trần nó cũng vậy thôi. Mà mình nói thí dụ một Phật tử thuần tí tu rất giỏi đi, đọc Lăng Nghiêm, đọc Quan Nghiêm, đọc Địa Tạng đồ rất là giỏi, mà họ nhất định không cha, mà họ cứ muốn đi về trời, họ muốn đi giảng sanh. Không có chuyện giảng sanh mà không về cõi Phật A Di Đà rồi lọt về cõi nào, thì cũng mà tầng thứ 5, thứ 4, thứ 6, thứ 7 thì cũng là tầng nào cũng cha cai quản hết. Mà trong khi trong người họ có cái trí khôn là đã cha rồi mà không nhận cha. Ở cõi ta bà lặng hụp ở trên, cha mẹ kêu con đưa tay để ta kéo lên, vậy mà không đưa tay. Nếu mà một người mà gọi là tin hờ bất linh tại cái ngã của họ đúng không, mà lỡ như tất cả những gì mà sư phụ nói 5 năm nay, chuyện này nói 5 năm nay mà chúng, có phải tất cả mấy Phật tử đó khó mà vượt qua nổi chuyện này không? Thí dụ như thà ok ông nội này ông nói cái Thượng Đế cao hơn Phật này nọ, thì tôi tu theo Thiên Tâm tôi đâu có mất gì. Không, lỡ như ông có nói chặt tôi cũng đâu có mất gì. Hồi xưa ông bà tổ tiên tôi để lon sữa bò tôi cũng đâu có mất gì. Mà còn ngược lại bây giờ á, cứ đi theo mấy ông thầy rồi chống đối lại Thiên Tâm, cứ nó xuyên tạc cha với mẹ. Mà lỡ như cha với mẹ là có thiệt trong cái vũ trụ này đi, lỡ như Thiên Tấn Kiệt này là thiên tử thiệt đi, dùng chữ lỡ đó, thiệt là thiệt rồi, thì họ như thế nào? Bực là bực chỗ đó, buồn là buồn chỗ đó. Con có sự hiểu so sánh không? Lỡ như thế này là thiên tử thiệt rồi sao? Ông nội này ông nói 5 năm ông cũng khô cổ rồi đó. Lỡ thiệt á, nhưng mà nó là thiệt á, không có phải là lỡ đâu. Nhưng mà con cũng lơ,
Tại vì trong cái luật Phật họ học những người mà Phật tử mà tu Nam Tông hay Bắc Tông đều là có Bồ Tát giới. Trong đó hãy một vị Bồ Tát mà mang thân người thì không có chấp tướng, phải nhìn cái hành động người đó. Người đó lo quảng đại, đó là tâm hồn Bồ Tát. Người đó lo cá nhân là người của thế gian. Người đó lo cho quốc gia đại sự là người đó sẽ là thần. Rất là đơn giản. Chuyện này lo cho tất cả bá tánh trên thế gian này là một Bồ Tát sống. Họ không có nhìn ra. Mà trong khi kinh điển nói hễ một vị thầy, một người mà cúng dường hay là đến nghe pháp của một Bồ Tát thì là đại phước, đại 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 phước. Còn mà đến nghe quỷ mà giảng pháp hay là cúng dường cho một con quỷ là tội đó. Mà trong cái phạm vi bao nhiêu cây số mà nghe một vị Bồ Tát, cũng giống ngày xưa ngày Quan Thế Chí đi về với miền Nam của nước Tàu giảng pháp, giảng 3 ngày chả ai nghe hết, chỉ có ông bưng ghế ra bưng ghế vô. Cuối cùng hỏi ông bưng ghế, ông có nghe gì không? Nói, tôi không nghe hết, tôi chỉ bưng ghế thôi. Thấy chúng sanh vô phước không? Mà trong khi ma tăng mà mặc áo vàng thôi là họ bu tới. Giống như bữa phụ đi hiêu xanh, phụ ngồi gần bãi cước bòn, ngồi trên gốc cây, đứa nào còn chụp hình á. Vậy mà ông này pháp hòa tới là họ 5-7 nghìn người họ nhào vô dành chụp hình rồi. Nghe ông giảng pháp giảng cái gì? Chúng sanh thời nay nó vô minh vậy đó. Nó đi ngược, thích ngựa làm ngược lắm. Thì mai mốt cuộc đời có ngược ngạo thì đừng có trách sao Phật trời không có công bằng. Phật trời rất là công bằng. Nếu mà mình làm ngược thì cuộc đời mình nó sẽ đi ngược. Nếu mà tất cả ở ngoài kia không hiểu thì đi coi lại đi. Mình nhiều lúc đi vô chùa tu cả mấy chục năm, tu cả đời, có người nào mà Phật tử nào mà mặt mày mà tươi tỉnh hay là sáng suốt, toàn là gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh xung quanh xảy ra không? Nội mà mình về mình xin tiền con cái mình, đây tiền già đâu có đủ cho mấy ổng vụ, phải xin thêm. Thì nội mấy đứa con nó ghét Phật á, đã ghét mấy ông thầy mặc áo vàng là ghét Phật, là coi như mình đã làm hư con cái mình rồi á. Bởi vì khi mang thân người mà còn cầm được cuốn kinh Thiên Tâm, biết đọc ngồi thiền, mà cha mẹ hôm nay vì lúc trước khi kinh Đạo Thiên Tâm ra đời nay 16 tháng 3 2017, chỉ cần qua về hướng Đông Bắc nhập đạo thì lúc đó hai bên vai mình là ông Thổ Địa đã ghi tên và chấp nhận cho mình, và dấu Thiên Tâm rất là mộc nhiệm, sẽ được tất cả các thiện thần ở mọi nơi mọi chỗ đều gia hộ. Từ trên bệnh nằm ở trong giường bệnh cho tới ngoài giường bệnh cho tới bất cứ nơi nào đều có sự mầu nhiệm của do khi mang dấu hiệu Thiên Tâm. Rất là dễ. Nhưng mà có rất là nhiều câu chuyện, giống như hồi lúc mà trên giường bệnh ở Sài Gòn, có nhiều người, người ta lúc đầu trước khi bị Covid người ta không có tin, nhưng mà khi vô giường bệnh rồi đeo dấu Thiên Tâm thì từ từ nó hết, thì họ cũng tin. Thành ra có một số lượng rất là đông. Nhưng mà ở ngoài kia Đạo Thiên Tâm hay cả sư phụ cũng không có cần phải gieo duyên theo cái kiểu như là có ban bệ hay có hệ thống, cũng giống như chùa Quốc Danh San Jose, chùa Quốc Danh Houston, chùa của thầy Quốc Danh ở Nam Cali thì họ có hệ thống. Cái ông thầy Quốc Danh luôn cũng là phải hệ thống Quốc Danh nha. Thì đi chùa này chùa kia thì những cái Quốc Danh kia nó support Quốc Danh nọ, thì họ cấu kết nhau để họ mà lấy tiền họ chia với nhau, hiểu không? Họ có hệ thống. Còn Thiên Tâm của mình á là sư phụ giao duyên cách tự nhiên. Những đứa con trời sư phụ chỉ khơi lại cái A lại gia thức để mà tự nhớ lại, để mà tự bắt đầu á theo và tự tu, chứ không có một cái sự ràng buộc hay là thiếu nước chuyện này. Không bao giờ dụ ai mà theo Thiên Tâm,
Sư phụ chỉ thề là không, những người đệ tử họ thiên sư phụ không bao giờ bỏ đứa nào, dầu cho đứa đó có hỗn hào, có nghịch ngợm. Và đồng thời cái nghiệp của những đứa con đã vào họ thiên rồi một thời gian bỏ họ thiên thì cũng là do cái nghiệp của họ bị kéo đi. Sư phụ cũng vẫn thương, đặc biệt cái là sư phụ sẽ không bao giờ liên lạc trừ khi nó mang xác về núi lại sám hối cha mẹ thì sư phụ còn hòa mai, còn liên lạc. Còn đứa nào mà cứ bình thường thì cứ bình thường, mà lỡ như mai này mất nọ ra ngoài đời gặp người, gặp ma quỷ hay gặp nghiệp mà nó kéo á thì sư phụ cũng nín thinh luôn à, đừng có hòng mà chờ sư phụ mà gọi nha. Tại vì Bồ Tát à, chỉ là gieo duyên ba lần thôi, Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Sư phụ đó là nghiệp của các con, mà các con đã từ đầu trao cuốn kinh là trao bí kíp, đưa cây đuốc là tự phải đốt và đi, đi bằng cái bàn chân của mình đã nói rõ hết. Mà có những đứa nó không có hiểu, cứ đi lang bang gặp gia đình gia cảnh, rồi gặp thầy này thầy nọ rồi lôi kéo, rồi cái nhảy ra khỏi thiền bát nhã thì cái nghiệp họ kéo, họ tự động quay về. Chứ sư phụ không có kêu đứa nào quay về, đứa nào đi cứ đi luôn. Chứ sư phụ vẫn mở rộng vòng tay. Ok rồi, mình nói cho thời tạo thiên lập địa ra cái trái đất này, mình nói vòng vòng, nói cuối cùng tất cả các vị Phật đều phải qua trái đất này mới thành Phật. Sư phụ nói luôn mang thân người rất là quan trọng, một ngày còn hơi thở là còn quan trọng, gán giữ. Một ngày còn đeo dấu thiên tâm, còn đọc kinh được thiên tâm thì ngày đó là cái ngày hạnh phúc. Ngày nào mà không đeo dấu thiên tâm, không còn đọc kinh thiên tâm nữa thì cái ngày đó, cái ngày hay bắt đầu đen tối nó sẽ kéo tới trùng trùng đó. Gán tự mà lo liệu. Ngồi sao vậy, ngồi gần đây nè, đây mới được. Rồi nín rồi đó, cao đầu bữa nay có quyền nói rồi đó. Khi nào mình nín mấy giây rồi là cao đầu có quyền nói. Còn đang nói thì đừng có dơ thì có khớp. Giờ có quyền nói thì cao đầu cho nghỉ mệt chút. Thấy hồi nãy thì nói cũng nhiều rồi, nó liên tục cả 2 tiếng rồi. 3 tiếng. Nó liên tục 3 tiếng. Gần 3 tiếng. Chọn cái ốc gì mà nó. Thật sự á, bình thường á là những lúc cái phụ thì có hùng thái tử trên đầu nữa, ba lãng nhãn, có lúc vô tiếp sức, có lúc thì tự mình bê, đúng không, kiểu là vậy. Sư phụ nói cái khúc mà sư phụ làm ở cái hành tinh mà có thành lành đó. Nhiệm vụ của sư phụ ở đó là dù sư phụ đó cũng giống như là dẹp loạn 12 thập nhị sứ quân vậy đó. Tại nó hung dữ lắm, hung dữ cũng có thằng có ba đạo nghĩa, hung dữ có thằng không có đạo nghĩa. Thì mình phải làm cho nó có trật tự lại thì nó có đời sống. Ok, tụi mày không thành Phật được thì tụi mày ít nhất cũng thành nhân hoặc thành người. Nó cứ ăn tươi nuốt sống đồng loại nó không à, thì nó muốn thành quỷ, là cái đó mình không có chấp nhận được. Từ quỷ mà lên thành nhân, thành thần, thành thánh khó lắm nha. Tại vì con lên núi, con lên càng cao lên thành Phật là quá khó rồi, đúng không? Mà thành quỷ á, sư phụ chỉ cần một cái người mà hung dữ á, mấy thằng mà chốt điêu lời hay mấy thằng hung dữ nó dạy người ta làm ác, chỉ trong vòng 3 giây 3 phút nó dạy làm ác. Còn sư phụ dạy mấy con làm tiên, làm thánh, làm Bồ Tát á, bữa giờ dạy mấy năm rồi, 3 năm á mà chưa thấm thía gì nữa. Nó không có hiểu ra cái lý đó không? Lên núi thì mình phải đi từ bước khởi, còn mà xuống núi á, trời ơi, tuột cái 1 và 3 giây xuống. Thì cái thành tinh nó là kiểu vậy.
Hả? Đi vậy nó đông không? Nó không khoảng 50 tỷ người á, này có ai hả? Bữa nay thôi nói chuyện ok chơi. Không? Hay quá. Ở trời bữa nay nói chuyện hay quá nghe trời. Sao đồ khen bữa nay nói chuyện hay quá. Đã cơ đồ không có có cắt ngang họng thì nói hay thôi. Ông này hỏi gì cho đáng hỏi phải không? Để lúc anh nín. Có gì hỏi không con? Dạ hai mẹ con từ Maryland đến. Maryland xa dạ. Sâu dữ vậy? Dạ. Đi kiếm ai con? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đi kiếm cha mẹ. Dạ, ở Đông Nhàn chưa? Dạ. Ở Đông Nhàn chưa? Đốt dạ con chia ra đốt ra thì con muốn ra nói chuyện trước. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu con đi lên điện mẫu con thắp nhang rồi con cúng cho anh. Dạ. Con ngồi con nghe khi sửa nói chuyện trước hả? Sư phụ hôm nay mặc áo thun đi tập thể thao đồ rồi ấy, đội nón kiểu là United States Secret mà nói Pháp kiểu này nên ít ai mà nghe lọt lỗ tai. Mà để mà mốt sư bộ đổi tông phải không, chơi cái tóc luôn không đội nón sạch luôn không, mặc áo vàng vô một cái nữa. Nhưng mà lúc đó mấy con sẽ bảo đảm sẽ chán, là vì lúc đó sư phụ phải đổi tông, tại vì mình giờ là đang nhạc gì ta bỏ lời chô phải không, mình phải đổi xuống xì lô. Các con, chào các con, hôm nay các con có khỏe không? Mình phải chậm rãi lại, tại vì khi mà mang quân phục của Phật á, là mình phải làm đúng. Còn nếu không á, là mệt lắm. Hiểu ý không? Nên cái đó phải chờ sau đi. Còn bây giờ, tôi chỉ nói những lời thật việc thật, nói những cái kinh nghiệm để khai trí, chủ yếu. Còn cái thay đồ á, cái chức cái danh hiệu vẫn là truyền tin nha. Sư phụ chỉ truyền kinh tin cho cha cái đạo Thiên Tâm, chứ đâu phải là sư phụ là người sáng lập ra cái đạo gì đâu. Không giống như Chúa Giêsu hồi xưa cũng là truyền tin cho cha lập cái đạo Công giáo. Ông Mohammed cũng là truyền tin cho Thượng Đế lập cái đạo Hồi giáo. Thì thời nay cũng vậy, thì nó có một cái hệ thống, gọi là ở trên trời cũng là vua, rồi vua con nhà dày, rồi xuống sư phụ như vậy. Sau này đạo Thiên Tâm nó sẽ có giáo chủ đời thứ ba, rồi đời thứ tư, đời thứ năm, nó sẽ nói tiếp từ trong những cái trường đại học siêu đẳng của Thiên Tâm, sẽ đào tạo ra những giáo sư rất là giỏi đi khắp cùng thế giới. Thì lúc đó nó mới ra một cái hệ thống gọi là thời vàng kim, tất cả thế giới nhập lại có một đạo. Sau này tất cả các đạo thành có một đạo thôi, Cao Đài Hòa Hảo, Công giáo, Phật giáo gì thành Thiên Tâm hết. Đó là ngày xưa Đức Thầy nói vậy. Rồi sư phụ với sư phụ dạy vậy. Sau này có một đạo à? Ở đâu mà học Phật ở đâu mà thờ ông trời, đó là Thiên Tâm hết. Tức là Công giáo họ cũng thờ cha ông trời. Đạo Phật bây giờ là thờ Phật, thì mình cũng đang học Phật thì cũng giống nhau. Không, còn Cao Đài cũng đang thờ ông trời. Còn bên Hòa Hảo thì thờ Đức Thầy, sau này Đức Thầy xuất hiện Ngài sẽ giải quyết cái chuyện này. Cái đó mình không biết. Bởi vì cái mấy Phật tử chấp hay là ban tiên giáo, họ tìm đủ mọi cách, từ câu từ chữ, vô ngã vô nặng để mà bắt lỗi sư phụ. Ô, anh không chịu giảng pháp giỏi như mấy thầy ở trên mạng đi. Ủa, mấy thầy trên mạng là được huấn luyện bằng tiến sĩ mà ăn nói lưu lót như kiểu thầy Nhật Từ, thầy Pháp Hòa, rồi là cộng sản nó huấn luyện mà ăn nói theo để mà kéo số lượng đông, chứ đâu phải nói để khai trí. Sư phụ nói thẳng thuốc đắng giả tật, cũng mấy ông đâu có dám cho thuốc đắng, không cho mặt ông không mà con, thấy không? Cái rồi mới nói hay, tôi không phải là thầy chưa từng tu, nhưng mà cuộc đời tôi là cuốn kinh á, những chuyện tôi làm mấy ông làm được, tài danh sắc thực thì tôi bỏ được, mấy ông có bỏ được không? Tham sân si thiên tướng kiệt này bỏ được, mấy ông bỏ được không? Tôi chấp luôn, mấy ông bỏ không được. Ở trong chùa tôi cũng có chùa, mấy ông mất cái đồng hồ có mấy trăm bạc mà la đông đỏng lên vậy đó,
Thầy nào lấy của tôi, trong khi đồng hồ Rolex hồi năm 2007 sư phụ ở chùa có cần cả chục cái. Hỏi hỏi bảy đi, hỏi Phật tử ở chùa Hiếm Anh phụ cho sư phụ có bằng 3.000 cái miếng vàng ao á. Thời đó sư phụ mong cho hết. Ông thầy Ra Tạng thì 3 miếng, thầy Việt Nam 1 miếng. Phụ cho hả, cho mấy năm trời cho sạch luôn cái túi vàng của sư phụ. Sư phụ không còn ham nữa. Sư phụ chỉ để dành triệu trong băng với chiếc OV đang đậu ở dưới á, đang đậu dưới chùa á, là cứ thế mà vui à. À, không có gì phải sợ hết á. Để sau này mấy vị trên xuống con không có được đi tu nha, chưa xong nhiệm vụ. Thì từ đó mình mới ra được Thiên Long Sơn, từ đó mình ra được đạo Thiên Tâm, và từ đó tới ngày hôm nay ngồi đây vậy mới ra được 230 cái clip. Đó là một cái nhiệm vụ khác. Chứ xưa là sư phụ là chuẩn bị hành trang lên đường, là chơi cái đầu tóc chọc. Bà sư cô và chị là sư cô hành trì ở chùa Hòa Bình ở Phim Anh gần đây nè, để á tỉ mai cho để một đống áo của cài sao nè, ngày mai mặc thử bả ngồi bả dạy hoài mà sư phụ làm như là không có biết quấn cái y gì đó, mà bả dạy còn nửa tiếng mà vẫn không được. Hiện giờ đang nằm ở trên cái closet trong tủ quần áo. Cái con lần bả nói ngày mai để trở thành người khác, đó là chuẩn bị hết rồi. Cái này sao tỷ, sao thành người khác, ngày mai có nhiều người sẽ cung phụng, sẽ phục vụ để này nọ. Cái từ đó cái tối thủ nghĩ cậu tôi bỏ hết để mà tôi khỏe, cái đời này tôi làm chủ tôi cũng mệt rồi, tôi có tiền tôi cũng mệt rồi, con tôi lớn hết. Cái mà hôm nay cái bà chị mình muốn đi tu để học đạo, mà bà nói ngày mai có nhiều người cung phụng, từ đó thụ ngộ ra luôn. Thì ra tu không phải như vậy. Tu để cho người cung phụng bưng cơm cho mình, phục vụ cho mình, rồi gặp mình xá rồi. Đi đâu ai cũng cười với mình, chào thầy, cười. Cái từ đó là cái sáng tối lại á, điển với thụ vô mấy vị về. Mấy vị không có cho tu. Tu là ích kỷ, chỉ có một mình. Khuyên người ta tu, tức là mình đang tu. Từ đó giờ mới có một đống hồi tiên quá trời luôn. Cuộc đời của nó là vậy. Mà mình không bao giờ mình ngờ nha. Từ một người chủ giàu có, hạnh phúc, không có vị gì hết, rồi chứ không có gần gũi vợ nữa, thích coi tiền cả đêm vậy đó. Rồi cái đòi cái nói thôi giờ bà lấy tài sản tôi đi, tôi kiếm bạn tôi gả cho bà này. Cứ lúc đầu mình cứ nói chơi bà quạo bà cũ á. Cái sau đầu tư mở cái chùa Phim Anh cho bắt đầu vô tối ngày đọc kinh Lăng Nghiêm rồi chơi với mấy ông thầy không, thì cái hãng nó cũng ngang đường, hiện giờ cũng y chang vậy đó. Cái hãng nó cũng còn ở đường Business Center của ông, còn ở chùa thì mình đó. Ngày nào bà cũng chơi chứ mặt CD vô, bà đậu bà kinh, bà vô bà la, tại bà là con giáo mà, ở đâu phải đạo Phật. Bà đi kiếm mấy ông thầy, kiếm mấy Phật tử, kiếm bẫy rồi ra bà chửi, ở đây dụ chồng tôi, ông mà không đóng cửa chùa tôi sẽ ly dị với ông. Mà bà làm gì cho cả năm vậy đó. Đâu phải đi tu dễ đâu, khó lắm. Vô bà quậy nát ở chùa, rồi cuối cùng mới thôi bà cứ ly dị đi, tôi thương Phật. Cái cuối cùng bà mới đi với ông Mễ. Tại vì sư phụ bỏ luôn cái hãng, cho bà luôn cái hãng. Thằng Mễ lúc đó nó là manager cái hãng. Tại vì bà nghĩ là không có sư phụ là ai đâu giúp bà lo sự nghiệp, thì phải bà phải hiến thân để mà cho ông Mễ nó tiếp thu cái hãng. Câu chuyện nó rất là vậy. Sư phụ đang làm chủ rầm rầm, mấy nhân viên nó cũng quản hồn, không biết ông nội làm gì, thì mình mới biết đúng ngày đúng giờ. Cũng giống như con đúng cái exit migration con phải quẹo, thì cái lại giải thích khi xuống trần mình mang nhiệm vụ đúng năm đúng giờ đúng khắc mình phải quẹo. Sư phụ có chiếc OV nè, có du thiền nha, mà có nhà nhiều lắm, nhiều nhà mà không ở, mà cứ thích đi chùa này chùa kia rồi lái OV đi ngao du khắp nước Mỹ vậy đó, đi qua tới Canada luôn. Hiện giờ đang đậu 40 feet. Thời đó nghĩ cũng tức cười.
cái mua cái building đó. Đó cái building đó hiện giờ là 50.000 square feet. Máy là móc đồ, nhân viên là chạy rầm rầm. Cái chỗ mà thờ Phật mẫu bây giờ mà ăn chính hay đọc kinh á, đó là văn phòng của giáo hữu ngồi á. Cái đó surround sound rồi màn hình đồ hiện đại không à. Đó cũng xài phí tiền lắm. Cái tự nhiên cái gì cũng có, gì cũng chán, không thích gì hết. Cái rầm làm vậy, cắt cái building ra phần nữa làm chùa. Mấy khách hàng á, mấy Mỹ không à, sư phụ chơi với toàn là thứ dữ không. Hãng Elon Musk cũng qua, nó cũng quen với phụ nè, rồi mấy cái hãng Intel, mấy cái hãng điện tử lớn á, lại phụ chơi với mấy Mỹ không à. Tự nhiên mấy Mỹ bạn mình cũng quán hồn đó, hôm nay mày làm gì chùa, cái building đang làm ăn vậy, cắt phần nữa để Phật đồ gì đó thờ vậy đó. Cái rước mấy ông thầy về đó, nhiều chuyện lạ. Giờ nó có nhiều cái lạ vậy nè. Cái sau lúc đó cái bắt đầu từ từ cái đức thầy về, cái lần đầu tiên á đức thầy về ông nói chuyện, ông nói lúc đó sư phụ cũng không có biết hòa hảo luôn nha, chỉ nghe là hòa hảo hồi xưa chống Pháp mà thôi, chứ cũng không có hiểu rõ về hòa hảo gì hết. Tại sư phụ qua Mỹ là tu theo đại thừa với mấy thầy Tây Tạng. Cái đức thầy mới về mới nói chuyện, nói qua nói lại. Cái sư phụ mới hỏi thầy là ai? Ta là sư phụ không? Sư phụ tiền kiếp gì mình không biết ha. Lúc xưa mình là ông hành sĩ hay là ông gì ông gì mà trong 12 ông á, thập nhị hiền thủ gì mình có thể đó, mình không biết. Cái là ông nói như vậy. Nghe nói thầy ở đâu? Ấy thừa hỏi như vậy á. Nó nói ta là đức thầy ở núi Cấm, làng Hòa Hảo. Làng Hòa Hảo ở đâu? Tại sao qua Mỹ nhỏ tôi đâu có biết. Rồi sau đó bắt đầu cái ngày mới kêu là con cứ trì cứu, để mà đi tìm hiểu đi. Tại là những ngày đầu mà còn bỡ ngỡ, từ đó tôi mới quả hồn mới biết không đọc cái tức thầy kêu mà con phải học thuộc lòng mấy quyển của mấy cái tôn chỉ của Bửu Sơn Kỳ Hương của Hòa Hảo. Đó là đầu tiên đức thầy kêu sư phải học vậy. Thì từ từ sư phụ mới biết ổng. Từ đó cái sư mới dìu dắt. Dìu dắt cho tới thời bắt đầu ngày mới nói là sư phụ có nhiệm vụ để mà lập bảng phong thần hội Long Hoa. Cái lúc đó mình cũng chẳng biết phong thần là gì, hội Long Hoa là gì nữa. Mình đâu phải là như kiểu cao đồ người Hòa Hảo đâu mà biết. Khó lắm, khó chấp nhận lắm. Rồi cái tỷ tỷ về nói nữa, mấy người nói, tỷ tỷ nói ta là chị của đệ, chị lớn nha, chị hai lớn vậy đó. Cùng cha cùng mẹ hàng mấy trăm nghìn năm ở cõi trời. Hôm nay ta được cha giao cai quản cả nước Việt Nam. Thánh Mẫu Lưu Hạnh là coi hết nước Việt á. Nhiều chuyện những cái năm đầu á, lâu rồi. Lúc đó chưa mua núi này. Thì từ đó mình mới biết là mình thì ra mình thuộc dạng tái sanh. Nghĩa là giống như mình xưa đi sư phụ qua Tây Tạng vậy đó. Thì cứ gặp mấy ông thầy Tây Tạng thì mình cứ phục. Trời ông này ông tái sanh hay quá ta. Sao này biết cái đó là chuyện bình thường. Thấy không? Mấy con cũng là tái sanh nè, cũng giống như quà mẫu đơn rồi ta. Mẫu đơn ngồi kìa. Thấy không? Từ cái bông mà thành ra một người ngồi dày. Mà bông không phải bông thế gian nghe, bông trên trời. Người đó là tái sanh đi kìa, thấy không? Từ một cô tiên ở tầng 13 bây giờ ngồi đó cười cười kìa. Tất cả chúng ta đều là tái sanh. Nè đây là con tái sanh nè, đệ tử này ngồi đây nè. Đây nè, tái sanh tầng thứ tư nữa nè, phải không? Ở trong nội cung Phật Di Lặc đang quay phim nè. Chỉ muốn làm ninja bữa nay. Đâu có tái sanh không hả? Thì sư phụ cũng là tái sanh. Chỉ khác có một cái là mấy thầy Tạng vấn cái áo tràng đỏ một cái là cái đống người mà ổng nói tái sanh thôi là ai cũng lại. Còn mình mà tái sanh quần chim kiểu này á, Phật tử cười khắc 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 khắc. Em muốn cười làm vậy cứ làm.
cũng đừng có phỉ báng cha mẹ nặng quá rồi tổn phước. Có một lần như hồi cũng tái sanh thành người Tây Tạng. Xưa Tây Tạng họ không có đạo Phật, có kể mấy clip cũ, họ chỉ thờ thần lửa thôi. Thì lúc đó Thư Phụ mới làm vua Tây Tạng, rồi mới mang đạo Phật từ Tây Tạng đi vô nước Tây Tạng. Rồi lúc đó Thư Phụ mới đem quân đi đánh chiếm nhà Đường, rồi Lý Thế Dân á. Thì lúc đó con của Lý Thế Dân là công chúa, thì là hồi tiền thân đó là sư mẫu á. Rồi ổng mới gả công chúa để mà giao hảo hả cho sư phụ. Chứ coi sư mẫu có nhiều duyên kiếp sư phụ lắm rồi. Rồi từ đó nước Tây Tạng mới có đạo Phật tới ngày hôm nay. Rồi nước Tây Tạng có nhiệm vụ là phải bị vong quốc, bị vong quốc để mà lưu truyền cái đạo Phật đi khắp thế giới. Nếu không vong quốc thì làm sao Âu Châu bây giờ, hay là những cái chùa ở đây là chùa Tây Tạng nhiều đúng không? Nó phải có cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ thiêng liêng đó. Rồi mới có ngày Đạt Lai Đạt Ma 14 lần tái sanh. Sư phụ cũng thuộc dạng tái sanh. Thì từ đó thụ mới quen với ổng, tạm có thần thông. Ổng nhìn ra thụ mới đi qua Tây Tạng mới chơi ổng những cái năm đầu á. Thụ qua Tây Tạng như mấy lần. Rồi cái có sau này cái mấy một vị rất là cao mới nói á. Tại là sư phụ cứ chờ nước Việt Nam thay đổi hoài, chờ hội Long Hoa hoài, tóc nó bạc đó. Cái sư phụ mới nóng ruột mới hỏi hoài. Cái mấy vị nói, ô, ngày mới có năm mấy tuổi, còn sức khỏe. Tại sư phụ cũng mới khám bệnh ra tờ giấy, không có bệnh gì hết. Chẳng qua mình chờ ghiếc của mình bực, ấy sorry, lâu không? Chờ thấy nó lâu không, hơi buồn á. Cái mấy vị trên nó mới nói, có một người bây giờ tám mấy tuổi rồi, cũng y như ý nguyện nhân ngài xuống thế gian này chỉ mong một việc, đó là lấy lại tổ quốc và giành lại độc lập cho dân tộc, cho quê hương của vị ấy. Cũng y như ngài, ngài cũng thương dân tộc của ngài, cũng muốn nhau, cũng muốn cho dân tộc của ngài thành một quốc gia hùng cường giàu mạnh. Thì hai người này cùng hai cái ý nguyện giống y như nhau. Cái mình mới hỏi là ai? Ê Nghĩa, đó là ngài Đạt Lai Đạt Ma. Nhưng mà hai người ở một đời này, một kiếp này sẽ đạt thành ý nguyện. Cái ngài Đạt Lai Đạt Ma, ông sẽ giành lại độc lập nước Tây Tạng, cũng như nước Việt Nam sẽ trở lại là một nước có Phật Thánh Tiên này.